Rồi ok anh em, thì trên tay của mình hiện tại đang sử dụng đó chính là Mavic Air 2 ha. Và cái hôm nay mình sẽ nói với anh em biết một cái sự thật mà mình vô tình phát hiện được. Cái sự thật này ha, nó có thể giúp cho anh em bay được an toàn hơn, vì anh em sẽ biết được rằng máy bay của anh em hiện tại vào thời điểm năm 2023 Mavic Air 2 ha, không còn ngon, không còn an toàn sau những cái lần cập nhật của DJI nữa nha anh em. Rồi ok anh em, rồi thì ok anh em, thì để mình nói cho anh em nghe một cái bí mật mà mình đã phát hiện được ha, khi mà mình sử dụng cái con Mavic Air 2. Và đây là bản firmware cuối cùng nha, bản firmware cuối cùng mà hiện tại năm 2023 mà DJI đã cập nhật cho Mavic Air 2, đó là bản firmware 0101.300 nha. Với cái bản firmware này thì anh em có thể thấy là cái điểm GPS của anh em nó bắt khá là ít nha, khi được có khoảng 18 GPS thôi. Và những cái về truyền dẫn sóng này nọ rồi đó thì nó cũng khá là sida luôn anh em. Tức là sao? Tức là DJI đã giới hạn bớt những cái tính năng, những cái mà gọi là trước đây được gọi là tính năng nó ưu việt, nó xịn, nó tốt, thì giờ DJI đã giới hạn nó lại để nhường chỗ cho những thiết bị mới. Và một cái chức năng mà nó liên quan trực tiếp đến cái độ an toàn của cái máy bay, xin nhắc lại đó là độ an toàn của máy bay. Tính năng này đã bị DJI loại bỏ. Mình không biết là nó xuất hiện ngẫu nhiên trên các thiết bị rải rác là những cái người dùng khác nhau, hay là tất cả các thiết bị đều bị giống như mình. Nhưng mà ở cái máy của mình thì mình đã vô tình phát hiện rằng tính năng này nó đã bị loại bỏ đi. Và anh em biết cái tính năng bị loại bỏ mà DJI đã làm đối với con Mavic Air 2 là gì không anh em? Đó là tính năng an toàn nha, tính năng cũng đúng, có thể gọi là tính năng, đó chính là cái bảo vệ tránh hiện tượng người dùng, bảo vệ tránh hiện tượng người dùng cài pin không chắc chắn nha, bảo vệ tránh cái việc mà người dùng cài pin không chắc chắn. Đó chính là check cái gọi là check cái pin á, check cái pin mà cài không đúng cách nha anh em. Là nói như vậy nó hơi lòng vòng, không biết hết sao cho anh em dễ hiểu nhất. Tức là sao? Tức là trước đây còn Mavic Air 2 á, nó sẽ có cái việc gọi là check cái khóa cài cái viên pin ở trên lưng của cái con Mavic Air 2. Tức là khi anh em cài một viên pin vào mà anh em cài nó bị kê, nó bị không có sát vô trong cái thân máy á, thì nó sẽ thông báo cho anh em một cái cảnh báo, đó là anh em cài pin chưa có đúng cách và yêu cầu anh em phải cài cái cục pin lại nha. Nếu anh em không cài cục pin lại thì nó sẽ không cho phép anh em cánh. Ở cái cục pin đó, nó có hai cái khóa, và hai cái khóa nó có hai cái miếng kim loại ha. Và ở trên thân của cái máy bay á, thì nó cũng có hai cái tiếp điểm để khi mà chúng ta cài viên pin vào thì hai cái miếng kim loại đó sẽ nối tắt hai tiếp điểm nó lại và thông báo cho máy bay biết rằng viên pin đã được cài vào chắc chắn, an toàn và có thể dễ dàng được chuyến bay ha. Thì là mình vô tình ha anh em, vô tình trong cái lần mình sửa pin đó anh em, mình sửa pin thì mình đã không có gắn vào trong cái vỏ pin nha anh em. Tức là sao? Tức là mình để cái viên pin cần, cái cell pin cần và cái mạch điện thôi, mình cài hẳn vào trong máy bay để mình thử xem coi là cái viên pin sau khi mình sửa chữa là nó đã có hoạt động ok không á anh em. Thì là sau khi mình cài vào, mình phát hiện ra là khi mình không gắn vỏ, tức là không có hai cái khóa hai bên đó đó, thì máy bay vẫn cho mình cất cánh, vẫn cho mình cất cánh và bay vô tư luôn nha anh em, vẫn cho mình cất cánh và bay vô tư luôn. Tức là nó không hề cảnh báo mình là việc mình cài pin không đúng cách nha, tức là không có khóa vẫn cho bay. Và trước đây khi mình làm pin á mà mình thử á, thì khi mà mình không có xài cái vỏ anh em, mình chỉ để cái lõi pin với cái mạch điện vô thôi thì cái máy bay nó sẽ không cho bay. Nhưng bây giờ thì nó đã cho phép mình bay một cách vô cùng thoải mái. Điều này vô cùng là nguy hiểm nha anh em. Thứ nhất là cái điều nguy hiểm xuất phát từ cá nhân anh em, đó là gì? Anh em cài pin không sát ha, anh em cài pin không sát và dẫn tới cái việc là cái viên pin nó bị bung ra khi mà chúng ta bay nha. Đó là cái lý do về chủ quan nha, về cá nhân của anh em. Còn một cái lý do, còn một cái vấn đề nữa mà mình nghĩ là vấn đề này là một cái vấn đề thật sự nguy hiểm, đó chính là việc pin của chúng ta nó bị phù hết anh em. Khi pin mà nó bị phù thì anh em biết chuyện gì em, thì là cái bụng của pin nó sẽ trồi ra em. Và khi anh em bay càng gần về cuối chu kỳ càng cạn pin đó, thì cái pin nó càng trồi ra nhiều hơn. Và khi cái pin nó trồi ra như vậy á, thì khi mà anh em kết hợp với cái việc anh em cài không sát và nó không hề có cảnh báo về cái việc cài pin sát, thì nó sẽ bung cái pin ra khỏi cái máy. Và anh em biết khúc sau là gì ha, là cái máy anh em nó sẽ bị rơi ha anh em. Đó, cái việc mà không cảnh báo cài sát như thế này nó cực kỳ nguy hiểm ha, mà mình cũng không hiểu lý do vì sao DJI lại loại bỏ nó. Mình xin khẳng định với anh em là cái này mình không dám chắc là nó xuất hiện trên tất cả các mẫu máy Air 2 của DJI hay không nha, hay là nó chỉ xuất hiện rải rác trên một số máy, hay là xuất hiện rải rác trên một số pin. Vì cái này nó rất là khó xác định là nó do pin hay là do cái máy bay nha. Tại vì á, mình thử mình có 3 pin, có 3 pin ha, 3 pin này có những cái đát khác nhau. Thì mình thử cả 3 pin này trên cùng một body thì nó đều cho phép mình bay mà không cần cài khóa. Và mình đem 3 pin này mình thử sang một cái body khác nha. Mình thử sang một cái body khác thì ở 3 pin này nó cũng nhận cho bay luôn. Như vậy thì việc xác định rằng là do pin hay là do máy bay thì thật ra là mình cũng không biết luôn nha anh em. Mình cũng không biết là do cái hàng nào luôn nha. Cái này mình không thể nào xác định được, và lý do tại sao DJI là làm vậy thì có lẽ chắc cũng nhiều anh em biết rồi ha. Đó chính là ha, DJI muốn loại bỏ bớt đi những cái thiết bị cũ kỹ ha, để nhường chỗ cho những cái thiết bị mới ha. Thì nếu anh em cứ xài những con thiết bị này mà nó bền bỉ như vậy thì DJI làm sao bán được những cái con thiết bị mới, chẳng hạn như là Mavic Air 3 hay là Mavic 3 hay là Mavic gì đó mới hơn ha. Đó, chính vì vậy cho nên là DJI đã tìm cách loại bỏ đi những cái thứ mà trước đây nó từng là tính năng rất là tốt nha, để tăng cái khả năng bán ra được những cái sản phẩm mới nha anh em. Và anh em hết sức lưu ý với mình, ngoài việc bị bóp sóng, bóp chức năng, bóp hình ảnh vân vân, thì ha, cái vấn đề về pin là một cái vấn đề vô cùng quan trọng nha anh em. Cái viên pin nó quyết định đến cái sự sống còn của cái thiết bị của chúng ta nha. Cho dù là viên pin đó là viên pin zin hay là viên pin đã thay, thì cái việc mà cái viên pin nó cài chắc vào trong cái thân máy nó là một cái điều hết sức quan trọng nha anh em. Nó hết sức quan trọng, nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Viên pin mà gọi là nó bị tuột xeo đến mức mà có thể gây rơi máy thì nó vô cùng hiếm anh em. Còn cái việc mà viên pin nó bị văng ra khỏi cái máy khi mà bay thì làm cho rơi máy thì nó cái nguy cơ xác suất nó sẽ xảy ra nó nhiều hơn nha anh em. Vì anh em biết là những viên pin mà nó bị tuột xeo thì chắc chắn anh em sẽ không thể bay được xa. Khi mà anh em cất cánh lên hồi này thì anh em đã phát hiện ra được là cái viên pin chúng ta nó đã bị tuột xeo ha. Và khi nó tuột xeo như vậy thì nó đã không bay được rồi, thì nó sẽ không có cái hiện tượng là có cái chuyện gọi là rơi máy nha anh em. Còn cái việc mà viên pin nó văng ra khỏi cái máy khi mà nó bay, nó bị phù hoặc là cài khóa không chắc và không có cảnh báo đó, thì cái đó là vô phương cứu chữa nha anh em. Vô phương cứu chữa, mình xin nhắc lại là vô phương cứu chữa nha. DJI đã chơi một cái màn rất là độc chiêu luôn nha. Là mình nghĩ là điều này là một cái điều mà vô cùng không tốt nha, đến từ hãng DJI nha. Đó, rồi ok. Thì trên đây là những gì mà mình biết được về con DJI Mavic Air 2 vào năm 2023. Thì những anh em đang chơi Mavic Air 2 có cùng cái vấn đề giống như mình ha, thì có thể để lại cái phần comment, phần bình luận bên dưới video để chia sẻ ha. Là chúng ta hãy cùng chung tay nhau để có được những cái kinh nghiệm bay an toàn ha, để cho chúng ta có thể giảm bớt đi được những cái thiệt hại, giảm bớt đi những cái rủi ro và giảm bớt đi sự ảnh hưởng ha vào cái thiết bị bay của chúng ta ha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trên những video lần sau. Con này bây giờ nó cân bằng sáng nó rất là tệ rồi anh em, nó không có còn ngon như hồi đó nữa. Mình cảm giác là nó không có êm như hồi đó nữa nha. Đó, mình cảm thấy là nó những cái tính năng nó đã bị cắt giảm đi khá là nhiều luôn rồi anh em. Đấy, thì là nói chung mà mình cảm thấy như vậy thôi, thấy là nó không còn êm nữa đó. Đây ha nè, ok nè.